Thế như này là ăn được rồi đi. Ăn tạm. Từ đây thì 5 ngày, 2 ngày nữa ăn được. 5 ngày đã dài này hả? Vâng. 2 ngày nữa ăn được. Thế ra quán là cứ hỏi mua hạt là có đi. Không phải quán nào cũng có. À, ở đây có cái chị làm trốn mắt đâu ấy. Bán. Ồ, mắt hả? Dạ, chị thường gái. Quý vị các bạn thân mến, đây là những cặp chim hậu bị để chúng ta chuẩn bị nuôi thành dàn ấp thuê chim cu Nhật và chim cu Pháp. Ở cái giai đoạn này thì mình cũng có thể, với mình có thể biết được con trống con mái rồi, nhưng mà vì cái lồng cũng không được nhiều nên mình nhốt nó như này để cho bầu các bạn, hai là để cho nó đỡ tốn cái lồng thì mình nuôi đến lúc nào mà nó trưởng thành thì mình, chim này nó dễ ghép hơn chim cu đất, nó cứ cái tỷ lệ ghép rất là cao, xác suất dễ ghép lắm. Cho nên là khi mà chúng thành bố mẹ thì chúng đẻ trứng thì mình bỏ trứng của chúng đi, luồn trứng cu đất cu ta mình vào. Ở đây là một cái cách để mà mình tạo ra những con chim non cu ta rất là nhanh. Thì hiện những cái cặp chim như thế này mà mình bán giống cho các bạn khác để nuôi thành vú nuôi, nó sẽ dao động từ 300 trên dưới tùy cái độ tuổi. Đặc biệt là những cái con cặp bố mẹ mà đã trưởng thành rồi thì các bạn mua về để cho nó đẻ trứng và nó ấp luôn thì nó là 800.000 giá tại cơ sở của bên mình. Và nếu như các bạn nào có những cặp chim nó đẻ trứng nhưng mà do quá trình nó nuôi nuôi con ấp trứng nó không được tốt, thường là khoảng 80% là các bác gặp cái trường hợp như thế này, thì các bạn lên tìm cho mình một cái cách giải quyết là hãy dùng vú nuôi. Còn những cặp chim thuần túy là cu đất cu rừng kia thì chỉ có trống có mái, nó vẫn có phôi để chúng ta cho dàn ấp thuê này vào để có tác dụng. Rồi mình để nước ra ngoài này, và đây là cái này cắt đi. Thì cái ưu điểm của cái này thì nó sẽ tăng cái diện tích lồng, hay là mình cho nước vào để cho nó uống bổ sung cũng rất là dễ sạch sẽ. Mà cái ưu điểm thứ ba là chim sẽ không ỉa vào đây, không trèo dẫm vào đây, tắm vào đây. Cái thứ tiếp theo là cái máng này, là mình thứ nhất là cái máng này mình mua trên thị trường nó cũng khá là rộng và nó cũng khá là sâu. Ở đây thì mình chọn thóc, sỏi quậy, cát, gạo lật. Đó là cái giai đoạn này là các bạn nên để cho ăn như thế này. Chúng sẽ tự thò đầu ra chúng nó mổ. Ngoài ra thì chúng ta để có một cái máng ở bên này nữa. Cái máng bên này là cái máng mà chúng ta có thể thay thế cái máng kia, hoặc là chúng ta dùng cái máng này chúng ta pha cái nồng độ muối nhạt để cho những con chim nào nó thiếu chất hoặc là nó có nhu cầu uống với cái nước bên này thì nó sẽ quay sang này mà uống. Thì các bạn dùng cái cách này là các bạn để ý cái miệng nước bên này và cái miệng nước này, cái nào mà nó tụt thấp xuống hơn thì có nghĩa là chim nó thích uống cái này. Chúng ta dùng bằng phương pháp loại trừ thôi thì chúng ta có thể tìm được cái bí quyết của cái cách nuôi con chim như thế.
Một trong những cái bí quyết đó là các bạn có thể thấy là đây là cái cửa, đây là cái cửa, thì mình thay vì mình làm cửa cài lên cài xuống trên thị trường thì mình làm cái cửa như thế này, cái cửa như này, đó là tay mình luồn vào đây. Khi mình luồn, mình cho ăn, mình làm cái gì đấy, mình bắt chim, mình rút ra tay cái thì tự nó buông xuống như là một cái gì đấy, nó như kiểu là cửa tự động. Nhiều khi các bạn đang làm việc một cái gì đấy, nghe một cú điện thoại hoặc do một cái sự việc gì đó đột ngột xảy ra xung quanh mình có thể quên, và có rất nhiều bác đã mất đi những con chim do nó vụt không đóng quên, đóng quên cửa đồng. Thì đây là một cái bí quyết mà mình muốn chia sẻ với bà con, là nếu như các bạn làm cửa, các bạn làm một cái tay áo như thế này, nếu dài hơn nữa càng tốt, thì bản chất chim ấy, thì là nó nhìn, nó phải có ánh sáng thì nó mới bay vào. Thế như vậy là như chỗ này là được đứng trong nhìn ra thì nó vẫn là tối, không ai con nào mà nhìn không cái hướng mà nó bay cả. Đó, kể cả bên này cũng thế thôi, các bạn có thể thấy, nếu các bạn có thể làm cái thao tác đơn giản, nếu các bạn vặn thế này, các bạn cài luôn vào đây thì không bao giờ con chim nào ra cả. Trông nó rất đơn giản nhưng mà cũng không mấy ai là biết được cái cách này, cũng xin chia sẻ với cái quý bà con là như vậy. Thì thường là các bạn nên để sàn cho nó rơi phân xuống dưới, và sau một thời gian nhiều chúng ta có thể nhấc ra cái bãi đất khác hoặc là vệ sinh nó đi để nó có thể là nó khỏe, con chim không bệnh tật. Những cái kinh nghiệm như đây mình cũng thử nghiệm, bên đây là con này nó chịu khó hơn này, con này là chịu khó hơn. Đây là giai đoạn là chúng nuôi con. Đứng im. Chúng đang xế chiều là chúng thấy thời tiết lạnh là chú đến chú u con. Đấy, giai đoạn này nếu như mà lạnh thì chúng sẽ u con rất khéo, mà nếu như nóng thì chúng sẽ tự để cho nó hả ra. Đây là những con chim mà mình đang hạ hổ để đào tạo ra những con mồi đất. Đây là những con chim mà chúng ta đang có cái thì mong muốn là vực để nặn ra là những con chim mồi. Đây là những chú chim được lai tạo ra những cái màu màu sắc rất là phong phú. Ở đây chúng tôi gọi là đây là chim hồng, phớt hồng. Chúng có màu lông rất là kỳ lạ, cườm thì vẫn như là cú ta thôi, nhưng chúng gáy cũng như cú ta thôi, nhưng mà nó thay đổi màu lông. Làm lồng treo lên lên cái cây gốc cây này, một là nó sẽ mát, thứ hai là cái tư thế này thì mèo cũng sẽ không thể tấn công được, nó treo đủ nơi như vậy. Và cũng như bao nhiêu cá hôm nay mình làm máng treo ở ngoài, chim có thể thò đầu ra ngoài để uống rất là sạch sẽ, mà lượng nước như này là mấy ngày mới phải thay. Và mình làm cái ổ đẻ thì cũng đơn giản thôi, một cái vanh đây, và bên này thì cũng chỉ là một cái hộp giấy bình thường. Đây là mình thả lá thông vào đấy, thì đây là mình gặp cấp Nhật Pháp, đây là gặp hoặc là pháp trắng tinh, trắng xám. Ở đây là những con chim mà mình đang chuẩn bị để lọc ra những con đực con cái, và mình sẽ chuẩn bị ghép, lắp ghép thành những cái cặp chim theo bộ bố mẹ. Đó. Đây là tháp bóng điện để cho nó ấp, tối đến là nó vẫn không không không
không bị nhảy ra khỏi ổ. Một trong những nguyên nhân mà các bạn để trứng ung là do là ấp, trong quá trình ấp con chuột hay là người động nó nhảy, nó giật mình, chim nó rất là nhạy, phản xạ rất tốt, nó nhảy ra khỏi lồng là đương nhiên là sau khoảng 3 tiếng một trứng nó sẽ bị lạnh và chết phôi. Đó. Các bạn thân mến, ví dụ như những cặp chim như thế này, cặp chim như này thì đây là cặp chim. Đó. Thì nó là chi bố mẹ Nhật. Thế nhưng mà con thì là con chim Puta. Đó. Bên trong cũng con của nó nữa, trong ổ cũng con đấy. Và là con nữa thì những cái con chim như này là nó nuôi 4 con thì bản thân nó không thể nuôi được hết. Thì cứ mỗi một ngày thì các bạn nên đến cái giai đoạn tập này này, các bạn nên mang ra để bón hỗ trợ cho bố mẹ, có nghĩa là mình nên bón no những cái con chim 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 to hơn này, đó. Thì có nghĩa là khi mà mẹ nó mớm mồi thì có những con chim này nó no rồi này, nó không có nhu cầu há mồm mà cũng không tranh cướp dữ dội nữa, thì đương nhiên con đói bao giờ nó chả khát khao hơn. Con chim đói nó sẽ được bố mẹ nó ưu tiên và nó bón cho. Đấy, những con chim như thế này thì các bạn có thể thấy là nó rơi vào tầm khoảng 5-6 ngày tuổi. Đấy, tùy. Đấy, con này cũng thế. Thì mình mang ra mình bón. Đấy, thả vào đây cho mình mang ra mình bón. Đó. Một trong những cái một cái yếu tố chia sẻ cho các bạn nữa là các bạn nên bắt ra lúc nó cứng cứng này, các bạn nên bắt để cho bố mẹ nó quen cái việc mà nhấc ra nhấc vào con trứng, để cho nó có quen tạo thành một cái bộ bố mẹ thuần khi mà mình đã quen rồi. Đó, đây con chim này chân rất là đỏ. Đó, rất là đẹp. Đó, chim trong kia nuôi con thì rất là khéo. Cái cặp này thì đứa nào nó cũng nuôi 4 con luôn à. Đó. Thế nhưng tất nhiên là các bạn học tập theo cái cách này thì các bạn phải biết giai đoạn nào như thế nào, ghép như nào. Chứ nhiều khi là thường các bạn mới làm thì các bạn cứ làm 2 con 1 thôi, không thể hiệu quả được hơn đâu. Như mình thì mình đã trải nghiệm, mình đã cũng đã rút ra được. Đó, thì đây là những cặp vú đuôi ấp thuê rất là tốt. Một cái mình sẽ mồi cho con này đấy. Thật là hiếm có khi mà có một cái cặp chim ta chúng có thuần như thế này. Đó. Thực tế là những con này mà nó đang ấp như trứng như thế này, nó đang ấp 2 quả trứng ấy, thì chim này rất là thuần các bạn ạ. Nó gần như là mỏ nó có thể chỗ vào mắt camera luôn. Con chim này là con chim trống. Kể đang ấp mình bảo nó gáy nó vẫn gáy. Chim này nếu như mình thả ra là nó không bay mất, nó vẫn về. Mình đã thả rất nhiều lần rồi.
nó rất là thuần. Con này trước mình mang đi đánh mồi đất nó cũng vẫn đánh được, vì nó thuần quá mà đặt trong đất nó gáy luôn à. Thôi đáy đi. Đấy, chỗ đi. Đấy, chỗ đi. Đấy, thôi, lại gáy đi. Đấy, chỗ đi. Đấy, sờ lông này. Các bạn có thấy con chim này chưa có con chim nào thuần hơn con chim này cả các bạn ạ. Chim này rất là thuần. Nó bay lên tận rừng keo mình gọi nó vẫn về. Về nó bay thẳng vào vai luôn chứ không phải là nó về theo kiểu nhấp nhứ. Con này nguồn gốc là mình nuôi từ bắt được một con ở ngoài rừng keo, rừng thông. Thì xin lỗi các bạn, rừng thông. Mình nuôi lúc đấy nó còn nhỏ lắm, không có lông đâu, nó chỉ có ấy thôi. Nên sau 2 tháng thì mình nuôi nó mới bỗ được. Nên mình nuôi đến bây giờ thì cũng lâu rồi. Đây là một con trống rất là có giá trị. Giá trị của chúng là có thể là mặc dù tiếng gáy thì cũng không phải là gì ghê gớm, nhưng mà nó rất là thuần. Mà mình ghép với một con mái hay nữa thì cũng rất là tốt. Phải đi. Phải đi. Đây là con mái này. Đây là con mái. Đó, con mái đang ấp. Thì để kiếm được một đôi chim mà trong khoảng 50 phân vuông như này mà nó đẻ nó ấp rất tốt thì rất là khó, rất là hiếm. Cái đôi này thì thường là mình cũng sẽ như này, nó ấp vừa rồi nó ấp, ví dụ như là mình có cái cặp chim bố mẹ Pháp này, nó đang nó đẻ hai con, nó ấp một hai ngày. Như là cái đôi này, con này nó ấp được khoảng 5 ngày 7 ngày thì mình có thể là gì, mình bỏ dồn dồn trứng cú Pháp sang nào đấy, hoặc nếu không bỏ hẳn trứng cú Pháp đi, mình nhặt trứng của con này đi để cho cú Pháp nó nuôi. Khi nhặt trứng đi thì cho ăn tốt, cho ăn đúng công thức thì cặp này nó lại đi đẻ. Thường là mình nhặt trứng đi khoảng vài lần thì sẽ để cho nó đẻ và nó nuôi con một lần để cho nó nghỉ ngơi các bạn ạ. Chúng ta cũng không nên khai thác kiệt quệ quá. Sẽ tự chuẩn bị để đẻ những đứa mới. Đây, như con này thì ok. Như con này thì chúng đã chúng đã đẻ một quả trứng rồi. Mình vừa thấy hôm qua Gugi nay lại đẻ quả trứng, mai là có hai quả trứng, mai ngày hai quả trứng thì mai ngày kia là hai quả trứng bắt đầu vào ấp rồi thì mình sẽ đổi trứng. Đấy. Đôi này thì đây mình sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm nữa. Như đôi này là nhật pháp nhật này, trắng xám này, các bạn có thể thấy nè. Các bạn nhìn thấy con của nó chưa? Con của nó thì thứ nhất là các bạn ở cái giai đoạn này các bạn nên nhớ là đây là cái nọ thuốc xịt bọ, cụ thể là xịt muỗi. Đó. Thì ở cái giai đoạn nuôi con như thế này, ở trên ổ của nó là rất nhiều những con bọ đấy. Nếu các bạn vào sờ vào nó có thể mằn mạt, mình cứ gọi mằn mạt chim. Nó bộ kín tay à. Thì khi những cái con nó đã cứng như thế này rồi. Đó, nó đã cứng như thế này rồi. Khá cứng rồi, hai con này. Thì mình
mình nên kiểm mình bắt ra ngoài để cho nó không phải nằm đấy, để cho nó luyện cái cơ chân của nó. Và nó ở đây thì mình có mái che thì cũng không sợ là nó lạnh hay là gì cả, nó tự mẹ nó không phải bảo vệ thôi. Thì con chim nó sẽ cái móng chân rồi những cái vận động của nó rất là tốt. Cái thứ hai là nó không bị những con màn mạt, con giận kia đốt. Nhiều người là nó to như này rồi mà không để ý, cứ chỉ cho ăn không sờ vào á, là nó đốt chết luôn. Đấy là một cái kinh nghiệm các bạn ạ. Hai nữa là nếu như các bạn xịt như các bạn đây, tôi sẽ xịt thử cho các bạn biết. Mình xịt từ từ thôi nhá, xịt nhẹ nhẹ xa xa dần dần đến gần. Mình xịt thẳng vào người con chim non đấy. Đấy. Và đặc biệt mình xịt thẳng vào cái ổ này. Đấy. Mình xịt như thế thì nó sẽ những con màn mạt nó sẽ chết và nó sẽ không ở khu vực này nữa. Đấy. Cái thứ hai là kinh nghiệm là các bạn có thể thấy là có thể là nếu mà mình bắt ra một lúc mình xịt xong mình lại bắt vào để cho nó thuần túy. Cái thứ ba là mình bắt ra như thế này ạ, thì nó sẽ có không gian để cho bố mẹ nó có cái tâm lý để nó chuẩn bị ăn thúc, để nó chuẩn bị vào lứa đàn em tiếp theo. Nếu các bạn cứ để nó nằm đấy là con sẽ kìm hãm với thời gian đẻ lứa tiếp theo đó. Thì cái xịt này là các bạn cũng hết sức là cẩn thận và dùng vào trong giai đoạn nào, dùng như thế nào thì cho chim nó không bỏ con, nó không bỏ trứng mà nó không giật mình, nó không làm ảnh hưởng gì cả. Đó là một cái bí quyết, đó là một cái bí quyết mà nhiều người có thể là chưa hình dung ra đó các bạn ơi. Hôm nay ví dụ như chúng ta bắt ra một lúc nó là ta xịt xong rồi á, chúng ta lại bắt vào, chúng ta bắt vào cho nó nằm, cho nó ấm đấy. Thế là đến lúc như con này thì là nó cũng khá to rồi, thì mình bắt bắt vào đó. Bắt vào thì mình vừa xịt vào người nó rồi, thì nó nằm vào ổ thì đương nhiên cái mùi của nó, cái xịt đấy nó sẽ đuổi bọc những con màn mạt đi. Thế các bạn sờ vào mà càng không có, không bị đốt ở tay, không buồn buồn ở tay ấy, là chứng tỏ là chuồng chim của bạn sạch đó. Nó cũng như gà thôi, đây là đôi trắng tinh. Đôi này thì cũng chỉ 1 2 ngày nữa là đẻ trứng thôi, còn đôi này là đôi mơ. Mơ thì này thì nó chỉ có hơi lạ màu một tí, còn về tính chất của nó, chân mỏm gáy tiếng giọng cườm là nó như, nó là Kuta rất mình cho nó lạ quái quái mà lông một tí đó. Thì đó. Một lần nữa, cơ sở chim Vũ Văn Thao, số điện thoại liên hệ cũng như Zalo, số điện thoại là 0163 5305 982. Xin được chia sẻ chân thành với tất cả quý bà con nuôi con chim cu gáy. Các có bạn có thể gọi cho mình để đặt những con chim non giống, hoặc là những con chim bánh đẻ, chim mộc hay chim mồi, hay là chim những con chim nó quái về 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 dáng dấp cũng như màu lông và những cái tiếng gáy rất là lạ. Thì bên mình sẽ cố gắng quy tụ cái những cái người chơi chim và tìm ra được những con chim hay để liên hệ để giao lưu với tất cả các bạn trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón theo nhận những video nói về những chủ đề sâu sắc hơn về con chim cu gáy. Một lần nữa, số điện thoại của bên mình là 0163 5305 982. Mình có thể chuyển giao chim cho các bạn qua hệ thống nhà xe hoặc là hệ thống xe ôm, và sẽ các bạn nhận chim rồi các bạn sẽ thanh toán, hoặc là các bạn có thể chuyển khoản 2210 205 156 681 để tài khoản Agribank.